Em xin kính chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu lên cho các bác một bộ tam sợ, bộ đính và hạc, chất liệu gỗ mita nhé. Hàng này em quay chi tiết hàng mộc cho các bác xem nhé. Hàng bên em đây các bác. Đây ạ, em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho các bác xem này. Đây ạ, nét đục bên em các bác nhìn chưa? Rất là tinh xảo nhá. Hàng bên em thì chuyên về làm về gỗ mít á. Các bác nào muốn làm đồ thờ bằng gỗ mít thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0988023312. Đấy. Hàng đính, đây là em xin giới thiệu là chiều cao của đính là cao 50. Đính bên em mình làm có 3 loại nhá, loại cao 50 này, loại cao 60 và loại cao 70 nhá. Và kích thước nó tùy theo, ví dụ loại cao 50 là đường kính của loại cao 50 là đường kính của nó nguyên cái bình đính này là được 22 phân nhá các bác nhá. Đấy, to đường kính nó 2 phân này. Đấy, chiều cao tổng thể từ đỉnh, từ cái đế đỉnh lên này các bác, đế đỉnh lên con lân là cao 50, hạc chiều cao tổng thể là lên đầu con hạc là cao 67 các bác nhá. Hàng bên em đây ạ. Khi mà các bác mua hàng bên em thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái, đúng hàng, đúng mẫu và đúng chất lượng gỗ mít, các bác mới thanh toán nhá, nên các bác yên tâm. Bên em sẽ bảo hành cho các bác sau này dùng như thế nào, muốn sơn lại hay là như nào thì liên hệ cho em sơn lại cho. Nhưng mình dùng lâu á thì mình muốn làm mới á, thì đồ thờ này mình, nếu mình muốn làm mới thì liên hệ cho em, gửi về cho em sơn lại cho. Còn đính bên em đây, ở trong này, nắp của em đó chia làm 3 khúc nhé. Đây, khúc lắp này, bình đính này, chân này và đế này các bác nhá. Đây, hạc của em ạ. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhé.